Xin chào toàn thể các bác và anh em đã trở lại với kênh Hương Giang. Thì ngày hôm nay tiếp tục bên em về những dòng rắc ca nông được cái xịn này và dòng rắc bông sen xịn để hàn theo yêu cầu cho bác và anh em. Và đặc biệt hơn thì bên em về thêm 1.000 mét dây bãi, dây tín hiệu. Thì cái dây này là dây tín hiệu chất lượng để cho bác và anh em dùng làm dây rắc này, dùng làm dây loa cũng rất ok quá nhé. Và bây giờ em sẽ cho bác và anh em xem bên trong của dòng dây bãi 4 lõi. Đấy thì đây em cũng cắt ra một cái vỏ của nó này. Vỏ của nó thì phải nói là rất mềm. Đấy và rất dài các bác nhá, rất mềm, rất dài. Đấy. Các bác ạ. Đấy, cái dây này tuy nhìn như này thôi nhưng mà phải nói là cái vỏ của nó rất xịn, đấy, rất dài các bạn. Đấy, rất dài các bác nhá. Và bên trong của nó sử dụng là 4 lõi. Đấy, 4 lõi thì các bác và em có thể là đấu được rất nhiều các kiểu tín hiệu các bác nhá. Rất nhiều kiểu tín hiệu. Đấy, thì dây này thì nó sẽ có một lớp chống nhiễu này, đây là lớp chống nhiễu của nó. Đấy, lớp chống nhiễu này được mạ đồng các bác nhá, mạ đồng. Và dây của nó là dây 4 lõi này. Đấy, 4 lõi và dây toàn bộ là dây rất to các bác nhá. Nhìn dây nhỏ như thế này thôi nhưng mà dây đồng của nó phải nói là rất to, em cắt ra cho bác và em xem. Đấy. Nên là khi mà các bác và anh em dùng dây này, dùng làm dây tín hiệu hay là dùng làm dây loa cũng rất ok các bác nhá. Đấy, như thế này thì làm sao được đường truyền nó không tốt các bác ơi. Đấy, đường truyền của nó không tốt. Đấy, thì nếu mà các bác và anh em đang cần cái dây này để làm dây loa hay là làm dây tín hiệu thì các bác và anh em có thể là liên hệ với bên em nhé, thì em gửi cho bác và anh em. Còn nếu mà các bác và anh em dùng dây này làm dây loa cũng được này, thì khi mà làm dây loa thì em sẽ làm cho bác và anh em, thì để các bác và anh em về chỉ việc dùng. Em sẽ đấu và em sẽ tách ra và em sẽ lấy dây khỏi nhiệt này thì em sẽ tách luôn cho bác và anh em để các bác và anh em về đấu làm dây loa. Đấy, như thế này các bác nhé, làm dây loa rất xịn sò luôn này. Đấy, cái dây tín hiệu này thì em khẳng định các bác và anh em là cái dây tín hiệu này làm đường truyền tín hiệu dây loa hay là tín hiệu kết nối dây rắc cực kỳ tốt luôn. Đấy, em sẽ làm cẩn thận cho bác và anh em đầu để các bác và anh em về chỉ việc cắm vào loa hay là cắm vào đẩy hay âm ly quá nhá. Mà các bác và anh em dùng dây này đấu rắc bu trích để chơi loa full cũng ok. Đấy, đấu rất cẩn thận luôn cho bác và anh em như này các bạn. Đấy, thì đây là một đầu chẳng hạn là khi các bác và anh em đấu để làm dây loa nhé. Dây loa thì em sẽ hàn và em sẽ đi hai dây ra như này để cho bác và anh em về đấu ra loa, làm dây loa. Dây này làm tín hiệu dây loa thì phải nói với các bác và anh em không có điều gì để chê cả. Đấy, không có điều gì để chê cả. Đấy. Thế thì em sẽ đấu sẵn như thế này để các bác và anh em nhận biết được là bên này là cực âm, là bên này cực dương các bác nhé. Đấy. Cực âm sẽ là dây đỏ này các bác này, dây đỏ này để các bác và anh em đấu dây tín hiệu hay là dây loa đều được. Cái dây này đấy, như thế này để các bác và anh em về có thể là làm dây loa cũng được. Nếu mà các bác và anh em cần cái dây này vào việc của các bác và anh em như là việc làm dây tín hiệu này hay là làm dây loa, hay là các bác và anh em cần anh em đấu dây rắc theo yêu cầu của các bác và anh em như là dây súp, dây tín hiệu canon đực cái, dây canon ra bông sen, ra dây canon ra 6 ly, các bác và anh em chỉ cần kết nối Zalo cho em. Đấy, thì em sẽ làm theo mẫu, theo mã cho bác và anh em và theo mét của các bác và anh em. Thì cái dây này thì em sẽ bán cho bác và anh em là 20.000 một mét nhé, 20.000 một mét dây bãi này để các bác và em làm dây loa hay là làm dây tín hiệu. Đấy, bác nào mà cần dây này hay là yêu cầu em làm dây rắc như thế nào thì em sẽ làm theo yêu cầu của các bác và anh em. Rồi cảm ơn tất cả các bác và anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt các bác và anh em.